Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nào mình chia sẻ cho anh em một cái thủ thuật đăng link video trên YouTube lên Facebook để người thân và bạn bè khi nhìn thấy link chia sẻ của anh em có thể xem video của anh em trực tiếp trên cái ứng dụng YouTube chứ không cần phải đăng nhập tài khoản rườm rà nha anh em. Để biết cách mình làm như thế nào mà anh em theo dõi hết cái video của mình, bây giờ mình xin được bắt đầu. Cái điều đầu tiên mà anh em cần làm giùm mình là lấy cái link video mà anh em cần chia sẻ nè. Bây giờ mình chọn một cái video để mình làm hướng dẫn cho anh em. Rồi anh em chọn chỗ chữ chia sẻ nè. Anh em chọn chỗ sao chép đường dẫn. Rồi bây giờ anh em thoát ra. Cái bước kế tiếp là anh em truy cập vào cái trình duyệt Chrome nè. Rồi anh em nhập vào cái thanh tìm kiếm nè, thì là bitsy.io. Rồi anh em tìm kiếm. Và chữ Trung Quốc nha anh em. Anh em cứ làm theo hướng dẫn của mình, đúng hay sai, cuối cái video này anh em sẽ nhận xét được. Rồi anh em đè vào cái ô ở đây, anh em chọn dán cái đường link lúc nãy mình sao chép. Rồi anh em đợi một chút xíu, rồi khi nó xuất hiện như vậy anh em cũng nhìn vào cái ô có cái chữ là http://it3.bee gì đó. Rồi anh em nhấn ở cái góc tay phải nè, chỗ hai cái ô vuông đây nè. Rồi anh em nhấn vào đó. Rồi coi như xong nha anh em. Bây giờ mình thoát ra nè. Cái bước kế nữa là mình vào cái chỗ Facebook để mình chia sẻ. Rồi mình nhập cái chỗ cái status nè. Thì theo anh em muốn chia sẻ cái gì thì mình nhấn vào đó thôi, mình muốn đặt cái gì thì mình đặt. Rồi anh em đè vào đây, anh em chọn dán. Sau khi anh em đã dán xong, anh em chọn đăng nè. Rồi anh em nhấn vào cái video mà mình chia sẻ, nó sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này. Anh em đợi một chút xíu. Bây giờ anh em chọn vào cái biểu tượng YouTube ở đây. Bây giờ anh em đang xem cái video trên ứng dụng YouTube nha anh em. Như vậy mình đã chia sẻ cho anh em thành công rồi đó. Nội dung video ngày hôm nay mình cũng xin được dừng lại đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.